immortality. But Byum's arrogance incited the wrath of the gods and brought annihilation to his empire. Elmoradin was shattered and Aiden was thrown into a chaotic age of war. In the absence of Byum, usurpers arose, forming loose alliances and waging war against one another in a mindless pursuit of power. The strongest and fiercest of these factions belonged to the followers of Baelith, the Dark Lord. They believed that they could dominate Aiden through chaos and fear. They sought to establish a new empire in Baelith's name. They sowed havoc across the land, inciting conflict amongst their enemies. This lasted until the emergence of Hardin, a wizard whose power was second only to Baelith. Hardin formed the Silverlight Mercenaries to stand against the armies of Baelith and changed the tide of war. Victory and peace were all but assured. But Hardin was betrayed by his two closest advisors, who had been seduced by the dark magic of Baelith. Once more, Aiden fell into darkness. All would have been lost if it wasn't for Valdir, a Silverlight mercenary who resisted the armies of Baelith by uniting the armies of the various kingdoms of Aiden. Valdir commanded an army the size of which had never been seen before. Every soldier in its ranks was ready to lay down their life to finally end this dark age. This is the last stand against the darkness. Heroes will rise. The revolution has begun. Ok, hello anh em, xin chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Fun Game. Có lẽ là rất lâu rồi thì Fun Game mới có thể quay trở lại được. Vì như các bạn biết, có lẽ là trong khoảng thời gian ở đây thì mình đang khá là bận với những dự án mới. Cho nên là mình ít có thời gian để có thể là làm những cái video hướng dẫn cho các bạn về các trò chơi. Hoặc là nhiều bạn cũng có nói mình là làm những cái trò chơi liên quan tới như là Chú Tiên. Nhưng mà tuy nhiên thì dạo này mình khá là bận nên không có thời gian để vào chơi hay là làm những cái kia. Tuy nhiên thì hôm nay thời gian khá là rảnh và mình biết được là rằng là một thông tin rất là hot, đó chính là tựa game mà mình đang show cho các bạn đây. Chính là tựa game mang tên là Linger 2. Trò chơi này là một siêu phẩm của Hàn Quốc, một siêu phẩm với gọi là thể loại là RPG, một thể loại nhập vai và đi màn rất là khủng khiếp. Và đây là một trò chơi cực khó và cực hay tại Hàn Quốc, và cũng đã được mở tại nước ngoài, nghĩa là tại hình như là phiên bản châu Âu hay là Bắc Mỹ gì đấy thì họ cũng đã ra rồi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào với cả trò chơi Linger 2 Revolution. Trò chơi này thì như các bạn đã thấy là đây là trò chơi do Netmarble là đơn vị sản xuất, và họ cũng là một kiêm một nhà phát hành luôn. À đâu, sản xuất là NC Shop và Netmarble hình như là hợp tác và phát hành thì phải. Quay trở lại với Linger 2 thì nếu các bạn đã chơi cái trò này ở phiên bản trên PC rồi thì đây sẽ là một phiên bản trên mobile, một phiên bản hoàn toàn dựa trên công nghệ đồ họa Urin 4 thì phải, một công nghệ đồ họa cực kỳ là mới. Ở đây chúng ta sẽ được chọn, bắt đầu trò chơi chúng ta sẽ được chọn cũng giống như tất cả các trò chơi RPG khác thôi, chúng ta sẽ bắt đầu chọn 4 chủng tộc, 4 lớp nhân vật đấy. Ở đây chúng ta có người tộc người này, tộc ép này, tộc đắc ép này, như kiểu tộc tiên ấy. Tộc này là tộc tiên này. Đấy, đây là tộc tiên bắn cung. Hình như là mỗi một tộc thì chúng ta đều có thể chọn được những cái nghề nghiệp khác nhau, không nhất thiết là phải là đi theo đường nào. Đây là đường đắc ép này. Kinh phết nhỉ. Là assassin, tộc này khá mạnh, assassin đấy. Cũng có thể cầm kiếm được, bạn thì có thể xoay được toàn bộ tất cả. Nếu mà các bạn nào mà máy cấu hình thấp thì các bạn chỉ để được cái dạng đồ họa thấp như mình thôi. Còn tuy nhiên nếu mà bạn nào mà để chế độ mà cấu hình cao, máy khủng ấy, thì các bạn sẽ được xem được toàn diện về đồ họa của game này cực kỳ đẹp. Đây là một tựa game mà mình đánh giá là một tựa game rất đẹp ở trên mobile. Đây là một chủng tộc, mình nghĩ là đây là chủng tộc Loli gì đấy thôi. Ok, mình nghĩ là mình sẽ thích cái chủng tộc F. Mình sẽ chọn F. Chủng tộc này như có vẻ thủ khá trâu, nhưng mà HP khá lớn. Đây là chủng tộc thiên về công thôi. Thiên về đam, bắn cung, thiên về đam. Xem nào. Chỉ số nó khá cân bằng, HP khá là ít, nhưng mà P và crit khá là cao. Attack cũng khá cao.
Ok, mình sẽ chọn tộc F. Rồi trong tộc này thì chúng ta sẽ có những các cái class sau, đó là hiệp sĩ. Đây chắc là cung thủ. À không, đây là assassin chứ. Đây là pháp thuật, pháp sư, mystic. Sử dụng là kỹ năng sử dụng nó là dao và cung. Dao và cung nó chết đấy. Ok, mình sẽ chọn này. Đây là chọn style nhân vật của chúng ta. Ok, mình thích tóc trắng. Ok, chúng mình sẽ bắt đầu đến với phần đặt tên. Mình xin nhắc lại là con game này khá là nặng. Tựa game này một tựa game gọi là, vì nó là kinh điển cho nên nó sẽ rất là nặng. Yêu cầu cấu hình máy cũng như là dung lượng máy khá là cao. Ok, máy mình thì là, nhiều bạn hỏi máy mình, nhiều khi hỏi máy mình là máy gì, thì mình xin trả lời máy mình là máy Note 3. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu vào game. Thì Note 3 cũng không phải là, nói chung là ngày xưa cách đây 4-5 năm thì nó cũng khá là khỏe. Nhưng đến bây giờ thì nói chung là con máy của mình bây giờ nói chung là giá là khá là cùi rồi. Mình không có đủ kinh phí để nâng cấp cái thiết bị của mình lên. Mình thường thường hay chơi, các bạn Chu Tiên cũng chỉ là chơi trên con Note 3 này. Và quay lại cũng, quay cái review này cho các bạn cũng dựa trên con Note 3 này thôi. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu vào trò chơi. Nó sẽ hơi lâu một chút vì nói chung là, nói chung là cái đồ họa này cấu hình cực kỳ là cao rồi. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu ra Huyền Viễn Đông. Mình nghĩ là mình sẽ skip cái chỗ đoạn này, mình không muốn là đồ họa thì những cái phần mà giới thiệu cốt truyện cũng như là cái này thì nó sẽ là mang tính gọi là đồ họa trong game. Sâu đồ họa trong game. Welcome. Ok, xin chào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói chuyện với cả con hòn đảo này. Thôi, cái này thì sau này khi mà về Việt Nam thì sẽ có dịch hóa, sẽ có Việt hóa toàn bộ. What brings you? Nhưng các bạn không phải lo về phần tiếng Anh này đâu. Đây là mình chơi trước ở cái phiên bản tiếng Anh thôi. Ok, chúng ta sẽ up xem nhân vật. Rồi, như vậy là đã xong. Mình sẽ thử review cho các bạn xem tựa game này như thế nào thôi. Còn về đồ họa thì không có gì phải nói rồi. Không có gì phải bàn cãi về tựa game này, quá đẹp. Thì nếu mà nhiều bạn mà đã từng chơi những thể loại game chặt chém RPG thì xem nào, nổi tiếng nhất thì mình có nghĩ là đến có con gọi là con Hit. Con đấy thì cũng có server Việt và cũng có Việt hóa tại Việt Nam, nhưng không phải là do một nhà phát hành Việt Nam nào cả. Ok, chúng ta nhận máu. Tựa game này chúng ta có phải tự tay hồi máu đấy nhá. Đây là một tựa game mà mình nghĩ là yêu cầu kỹ năng rất là cao. Nhiều bạn mà cái cách chơi không biết là nó sẽ có phù hợp với cả người Việt hay không, nhưng tuy nhiên thì mình nghĩ là sẽ nhắm tới với những đối tượng hardcore khá là lớn đấy. Ok, cũng có auto, chưa có skill gì cả. Nói chung là đây là sẽ là tựa game rất là khó, nó cũng sẽ có auto làm quét thôi. Thì sau khi mà PK thì mình có để ý đấy là nó sẽ năn tắc ghép, nghĩa là các bạn cần phải thông qua hệ thống năn tắc ghép, nghĩa là các bạn phải chọn mục tiêu để tắc ghép rồi định hướng cái skin của mình. Khá khó đấy, không dễ dàng chút nào đâu. The monsters are getting out of control. Ok, nghĩa là những cái nhiệm vụ rất là đơn giản thôi, mình sẽ skip dần. Tựa game này thì được phát hành tại của Netmarble đang phát hành. Nói chung là Netmarble là một công ty game khá là lớn tại Hàn Quốc và cũng có tiếng ở thị trường global. Và với việc mà VTC phát hành được tựa game này thì mình nói đây sẽ là một siêu phẩm trong mùa hè 2018 này. Một tựa game rất đáng chơi, tuyệt vời, mang phong cách đồ họa Hàn Quốc, không giống như tất cả các tựa game kiếm hiệp mà rất là nhiều bạn đang chơi tại thị trường Việt Nam. Đây sẽ là một cái luồng gió mới cho những bạn nào mà muốn thử sức hoặc là muốn trải nghiệm những cái tựa game mà đồ họa cực kỳ đẹp cũng như là yêu cầu kỹ năng thao tác cực kỳ là khó như tựa game này. Một tựa game rất là khó chơi và yêu cầu tính đồng đội cũng khá là cao ở trong tựa game này nữa. Ok, rồi đây là phần cốt truyện của game, bọn Orc tấn công. Chúng ta sẽ bắt đầu vào phụ bản, bắt đầu hướng dẫn.
khá là nặng, cho nên chúng ta bắt đầu có phải là lốt cũng khá khó đây. Ok, không biết là hướng dẫn là cái gì. Đây cũng là chỉ là bình thường thôi mà. Đây gọi là cái ok, như vậy chúng ta lên level rồi, cũng sẽ khá giống với các tựa game khác là làm quy lên level trên phụ bản, sau đó là làm các hoạt động. Nếu mà nhiều bạn chơi những thể loại game MMORPG rồi tại Việt Nam thì ví dụ như Chu Tiên này, nó cũng sẽ gần gần dạng như Chu Tiên thôi, nhưng mà thay vì phong cách đồ họa là lấy từ một tác phẩm tiên hiệp thì đây sẽ là dựa trên cái cốt truyện. Cốt truyện gọi là hơi mang một phương hướng gì đấy nó Âu Mỹ của dạng rất phù hợp với cả thị trường Âu Mỹ. Việt Nam thì nói sao nhỉ, Việt Nam thì mình thấy là hầu như là mọi người thích chơi thể loại game mang cái phong cách của một chút gì đấy cốt truyện của Trung Quốc. Khi mà các bạn chơi tựa game này thì các bạn sẽ cảm nhận được sự hay và bá đạo của tựa game kỳ hay. Ok. Hình như mà nhân tộc này không có nhân vật nam đúng không? Chính xác tộc này chỉ nhân vật nữ đâu. Tựa game này thì skin khá là đẹp, skin cũng rất là đẹp luôn. Các bạn thấy là đồ họa khá là nặng đấy. Đi bàn bình thường thôi, đánh quái đi bàn. Tuy nhiên thì thay vì những con quái là những cái con hoặc là những cái nhân vật NPC giống như Trung Quốc, thì chúng ta được gặp những cái con gọi theo thần thoại của Âu Mỹ, Bắc Âu hoặc là thần thoại Âu Nhạc. Orc ấy. Nếu các bạn xem những cái bộ phim của Mỹ như kiểu là Lord of the Ring hay là God of War hay là gì đấy, thì nó sẽ có những cái tộc tộc của dạng Orc và Human. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu làm theo những cái nhiệm vụ đơn giản thôi. Vào hòm thư có tặng gì không? Mình nghĩ là chắc là không có quá nhiều thứ. Ok, chúng ta nhận được cái gì đây? Crystal như kiểu là bùa hồi thành nhỉ? Như kiểu là cái teleport về. Nhận được một viên đá này, một cái quyển để có thể là weapon này, mở blast có một cái để mở ra vũ khí. Trò này thì mình nghĩ là nó, nếu mà nhiều bạn chơi những tựa game của Netmarble thì bạn sẽ thấy là cái đặc điểm chung của nó sẽ có những cái như kiểu là fusion, như kiểu là lật thẻ để ra được vũ khí hoặc là lật thẻ để ra được những cái món đồ hiếm. Vào ngay phần chưa xem được. Đây, ta sẽ xem được, vào ngay phần shop để xem. Chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu dần dần các tính năng dần. Nói chung là đồ họa của trò chơi này khá là nặng, cho nên là con máy của mình không biết có chịu được tải cái con game này hay không. Rồi, đây, các bạn thấy chuẩn chưa? Nhưng mình có nói là nó sẽ có những cái hộp để mở random. Đó. Classic Boy. Một cái kim này. Nói chung là sẽ có rất là nhiều trang bị ở đây. Chúng ta có Summon Box. Nên là những cái box này chúng ta có thể triệu hồi ra được những cái món đồ khác nhau. Ví dụ như là chúng ta mở có nước 10 cộng thường nó là như vậy. Để gói mua 200.000 Việt Nam đồng chúng ta sẽ có daily 28 ngày. Đây như kiểu là thẻ tháng. Khá hay. Tháng. Ok, chúng ta nhận thêm được một gói trang bị vũ khí nữa. Rồi, như vậy chúng ta đã clear xong cái phụ bản này. Mình gọi là clear xong cái cốt truyện này. Ok, nó sẽ tiếp tục continue. Con này vừa cầm cung và vừa đánh dao, không biết là như thế nào nhỉ? Chắc là đánh song song giữa hai cái đúng không? Đánh song song ngắn và cung. Ok, chúng ta thì xem qua các cái tính năng của game đã. Nói chung là công nhận là nặng đấy. Để chơi tựa game này mình nghĩ là mình sẽ chơi trên PC thôi. Còn bao giờ mà kiểu đi quét các thứ thì mình sẽ phải chơi trên mobile. Đây, chúng ta có một cái gói chúng ta sẽ mở. Crystal không ngon lắm. Cái này là tăng sao, tăng chỉ số cho vũ khí. Ok, đấy, nhân vật cực kỳ là đẹp rồi. Nói chung là với những tựa game mà của nước ngoài họ vận hành thì các bạn yên tâm. Nhiều bạn sẽ hỏi là vấn đề là VIP hay không VIP thì có chơi được không. Tất nhiên là game nào cũng vậy.
các bạn không cần phải nạp tiền, các bạn vẫn có thể chơi được. Items can be found in your inventory. Nó sẽ không có yêu cầu VIP đâu. Những tựa game của Hàn Quốc thì sẽ không có chức năng VIP. Chức năng VIP mình nghĩ là chỉ có của Trung Quốc mới có thật. Sự là như vậy, auto. Mình đấy sẽ để cho nó tự động auto equip những cái trang bị mà nó sẽ là mạnh nhất. Mà chúng ta kiếm được thì nó sẽ tự động trang bị vào cho nhân vật. Ok, hiện tại thì chúng ta đã có được những cái trang bị như này rồi. Xoay được, rất là đẹp. Tuy nhiên thì mình lại đang thấy một cái điểm yếu của con game này là mặc dù đồ họa nó đẹp như vậy, tuy nhiên thì nó vẫn khóa góc nhìn thì phải. Chúng ta không được mở rộng góc nhìn như chú tiên. Mình muốn là được xem toàn cảnh. Toàn cảnh của ấy sẽ xoay được góc nhìn, xoay được nhân vật thì sẽ đẹp hơn. Nhiều thế, cái gì vậy? Ok. Auto quét. Nói chung là auto thì dĩ nhiên rồi, bây giờ thì sẽ không có nhiều thời gian để chúng ta làm được nhiều thứ, cho nên chúng ta đều cần phải auto hết. Cái này thì nên là auto, đừng nên khó quá, vì dĩ nhiên là chúng ta đang chơi trên di động chứ không phải là chơi trên mobile. Cho nên là việc chúng ta chơi trên di động thì sẽ có rất là nhiều. Ôi, những cái gói này thì cũng mình nghĩ là cũng 21.000 này được một cái dương S Armor thì cũng khá là ngon đấy chứ. Ui, 600 là cái gì đây? Thu thập. Nói chung là nếu mà các bạn chơi những tựa game này, đây các bạn là mệnh giá của nước ngoài, không biết là về Việt Nam thì nó sẽ như thế nào. Nó vẫn sẽ giữ nguyên những cái mệnh giá thể nạp như thế này, hay là sẽ có trình điều chỉnh về mệnh giá tiền. Tuy nhiên các bạn để ý này, các bạn không cần phải nạp tiền. Ví dụ cái mệnh tiền các bạn nạp thì nó sẽ là cái tiền xu chữ M đây, đúng không? Tuy nhiên chúng ta có cái vàng kim cương khóa này này, hoặc là cái kim cương cái game đỏ này, các bạn có thể thu thập được thông qua làm những cái tutorial, nghĩa là cái nhiệm vụ ở trong game, hoặc là làm những cái thành tích. Khi bạn đạt được những cái thành tựu trong game, bạn sẽ nhận được cái đỏ này, và hoặc là chúng ta có thể farm được cái đỏ này. Thường ở những tựa game của Hàn Quốc thì chúng ta đều có cái chức năng này hết, nên chúng ta yên tâm là những cái bạn mà không nạp tiền ấy, các bạn chăm chỉ cày thì các bạn cũng có thể đủ những cái điểm này để các bạn mở ra, và may mắn chúng ta sẽ được những món đồ huyền thoại hay những cái món đồ cấp độ ngon. Đấy, nói chung là mình chỉ giới thiệu qua cho các bạn về cái tựa game sẽ sắp được phát hành tại Việt Nam mà do VTC phát hành thôi, tựa game Linger 2. Nói chung là nó sẽ rất là đẹp, tựa game này sẽ rất hay, nhưng mà tuy nhiên thì các bạn sẽ phải trang bị một cái gọi là như nào, phải trang bị một cái cấu hình máy khá, một cấu hình mobile khá để có thể chơi được tựa game này. Còn về đồ họa cũng như là về cốt truyện với những tựa game của Hàn Quốc thì các bạn không thể bàn cãi được rồi, họ có chiều sâu với cốt truyện rất là cao. Những tựa game không phải là những tựa game ăn xôi, những tựa game mà các bạn phải đầu tư suy nghĩ cũng như là đầu tư vào cái kỹ năng của cá nhân rất là nhiều. Ok, như vậy là mình đã giới thiệu qua cho các bạn về cái tựa game Linger 2 này, và tựa game này sẽ được phát hành trong, mình đoán là sẽ là sắp tới đây thôi, trong quý 2 này, nghĩa là trong mùa hè này thôi. Và đây sẽ là một siêu phẩm sẽ ra mắt trong mùa hè này, và mình nghĩ là các bạn sẽ nên chơi thử. Rồi, ok. Mình nghĩ là mình đã review qua cho các bạn tại đây. Nếu mà các bạn thấy hay thì mình sẽ tiếp tục làm con tựa game này khi mà nó phát hành tại Việt Nam. Đừng quên để lại một like, subscribe cho kênh channel của Fun Game nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau. Bye bye.